Hiền Vân xin chào tất cả các bạn. Hiền Vân xin chúc quý khách hàng một mùa Giáng sinh thật là an lành và tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Thì hôm nay ở Hiền Vân Spa, mình có nhờ một bạn khách hàng. Hiện tại thì bạn đã làm liệu trình điều trị mụn và phi kim để điều trị về thâm rồi, những cái sẹo mờ của bạn nó đã đầy lên nhiều rồi. Mời khách hàng cùng nghe sự chia sẻ của khách hàng về cái quá trình mà bạn sử dụng dịch vụ tại Hiền Vân Spa. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không? Dạ, em là Ngọc Nga, em 23 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng. Thì không biết là trước khi đến Hiền Vân Spa ấy, thì Nga bị mụn như thế nào hả? Dạ, do nói chung là cơ địa của em thì nóng ở trong người á, nên thành ra là em bị mụn bọc nhiều, với lại thâm ở trên mặt cũng nhiều, và để thời gian lâu dài thì em bị rỗ, thì sẹo trên mặt nhiều. Rồi ví dụ như là khi Nga bị như vậy á, thì tình trạng của Nga là bị trong khoảng mấy năm ha? Dạ, nói chung là em bị cũng thời gian dài, cũng 5-6 năm rồi. Rồi trong quá trình đấy thì Nga có đi đâu Nga chữa không, hay là Nga có sử dụng cái biện pháp nào để chữa trị không? Dạ, nói em cũng đi da liễu, cũng đi mấy cái spa khác, nhưng mà em đi cũng không đều đặn, với lại là em cảm thấy là nó chưa có được hiệu quả, nên em cũng dừng giữa chừng. Rồi do đâu mà Nga biết bên Hiền Vân Spa? Dạ, cũng có một người chị ở trong phòng, em thấy là chị cũng đi điều trị một thời gian và da mặt của chị cũng cải thiện nhiều, nên em cũng đến để trải nghiệm. Cảm ơn Nga rất là nhiều. Rồi khi đến với Hiền Vân Spa thì Nga thứ nhất này là bị mụn viêm này, cái thứ hai là bị thâm và những cái sẹo mờ, ngoài ra còn những cái vết sẹo cũ nữa. Thì khi đến Hiền Vân Spa thì Nga mong muốn là mình được điều trị như những vấn đề gì? Dạ, khi đến đây thì em muốn là da mặt của mình đỡ mụn, với lại là cái mụn bọc của mình được giảm và thâm sẹo trên mụn cũng cải thiện hơn. Nga ơi, vậy thế khi Nga điều trị cái lần đầu tiên ở Hiền Vân Spa thì sau khi về nhà thì Nga cảm thấy nó có bị sưng đỏ, hay là nó có bị bắt nắng, hay phải kiêng cữ gì không? Dạ không ạ. Khi mà sau một cái lần điều trị đầu tiên á, thì về đến nhà sau một ngày thôi thì em đã thấy là nó không có bị sưng tấy nhiều, và da mặt cũng những cái mụn viêm nó cũng xẹp xuống nhiều, và không có phải chống nắng, không có phải bôi kem chống nắng thường xuyên gì đâu. Rồi ví dụ như là khi Nga trong quá trình mà điều trị á, thì sau khi điều trị xong mụn này rồi bắt đầu là sử dụng đến liệu trình mà làm gọi là liệu trình phi kim, về mình điều trị về thứ nhất là về thâm này, cái thứ hai là mình thu nhỏ lỗ chân lông, và cái thứ ba nữa là mình làm cho những cái vết sẹo mới của mình nó đầy lên. Thì khi Nga làm lần đầu tiên ấy thì Nga cảm thấy là ở da mặt mình nó có mọc đi, hay là cái thứ hai nữa là Nga có phải nghỉ dưỡng gì ở nhà không? Dạ không, sau cái ngày đầu tiên thì da mặt cũng hơi căng một xíu, nhưng mà mình chỉ kiêng trong một vài ngày đầu thôi để cho da mặt của mình xài dưỡng chất tốt hơn. Còn thời gian sau đó thì em thấy là em đi nắng hay là bình thường thì em không có sợ da mình có ảnh hưởng nhiều. Cảm ơn Nga rất là nhiều. Thì bây giờ là hôm nay là kết thúc cái gói liệu trình của Nga rồi ấy, thì Nga đánh giá về cái dịch vụ hay là về cái chất lượng bên Hiền Vân Spa như thế nào? Dạ, khi đến đây thì em cũng đi nhiều spa rồi, thì em thấy là ở đây cái cách phục vụ và cái cách chăm sóc của khách hàng rất là tốt. Từng cái khâu thì nó rất là cụ thể, và làn da của em thì cũng cải thiện rất là nhiều. Cảm ơn Nga rất là nhiều. Thì bây giờ mời mọi người cùng xem lại cái làn da của bạn Nga trước khi Nga điều trị ở đây nhé. Dạ. Cho phim máy tí hả? Chị sẽ so sánh một chút xíu nhé. Để Nga có thể quay dùm đi dùm chị ạ. Ở đây là mọi người thấy là tình trạng của da của Nga này. Trước đây là thứ nhất là bị mụn bọc này, cái thứ hai là bị thâm này, và thứ ba là những vết sẹo cũ và sẹo mới, thì nó đã hình thành rất là nhiều rồi. Đó, thì bây giờ mọi người thấy là cái làn da của Nga đã cải thiện, thứ nhất là về cái thâm thì nó đã giảm đến là
95% rồi, nó chỉ còn một chút xíu. Nhưng những cái vết này nó đang, khi mình làm liệu trình phi kim xong thì nó đang tái tạo ra. Cái thứ hai là các bạn thấy là toàn bộ này, thứ nhất là thâm này, cái thứ hai những sẹo mờ của bạn gần như là đầy hết rồi, những cái vết sẹo đỏ, sẹo mới. Còn cái liệu trình như thế này thì bạn sẽ được sử dụng cái liệu trình điều trị sau khi Tết, là bạn có thời gian, bạn sẽ làm cái liệu trình về điều trị sẹo. Đây là cái má là mọi người thấy cái sự thay đổi của bạn Nga rất là rõ. Đây mọi người cùng coi lại cái phần là cái phần cằm của Nga một chút xíu này. Đây, đây. Đây cho chị xíu, chị nhờ xíu. Đây, đây cho chị nghiêng nghiêng đây cho chị coi xíu. Đây là cái phần cằm của bạn Nga này. Bên này là trước đây là nó đã bị mọi người quan sát này, thấy nó bị mụn viêm này, mụn bọc này. Cái thứ hai những vết sẹo mờ thì rất là nhiều. Nhưng bây giờ mọi người thấy là da của bạn Nga là đã khỏe, là nó căng, nó bóng này. Cái thứ hai những vết thâm thì nó đã hết là 95-97% rồi. Thì nó chỉ còn một chút xíu thôi. Cảm ơn Nga rất là nhiều à. Thì qua Tết là Nga có dự định làm liệu trình điều trị sẹo với bên Hiền Vân Spa ấy. Thì không biết là Nga đến bây giờ ấy, cái dịch vụ điều trị mụn của Nga đã kết thúc rồi. Thì Nga có cái suy nghĩ hay là có cái ví dụ bây giờ nhiều người đi thì bị thứ nhất là bị mụn này, nhất là những bạn mà là tuổi dậy thì Nga có lời khuyên gì cho các bạn không? Dạ giờ tuổi dậy thì em thấy là mụn của các bạn thì nổi rất là nhiều cũng như em thời gian trước đó, nên em nghĩ là các bạn nên biết cách chăm sóc, và nếu như mà mình không có tự lấy mụn, mình sẽ tới những cái trung tâm spa uy tín như Hiền Vân Spa để mình chăm sóc da mặt của mình được tốt hơn. Cảm ơn Nga rất là nhiều à. Chúc Nga là ngày càng xinh đẹp này, rồi thành công trong cuộc sống, rồi cảm ơn tất cả quý khách hàng. Chúc quý khách hàng là một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Thì bên Hiền Vân là có tất cả các dịch vụ điều trị, ví dụ như điều trị mụn mặt này, điều trị về mụn ở lưng, hay là nhiều bạn thì bị mụn ngực hoặc là những vùng khác, hoặc là điều trị về mụn nách, thì Hiền Vân Spa đều cam kết là hiệu quả sau mỗi lần điều trị. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái live stream ngày hôm nay. Chúc quý khách hàng có một buổi chiều chủ nhật, một buổi tối chủ nhật thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.